quý vị cũng thấy không chỉ có mặt đất mà có sang hô hay thôi trên sa hỏa cũng có san hô nữa thưa quý vị đây là một trong những nghiên cứu mới tìm được trong tuần vừa rồi và hình ảnh ống kính ở trên quý vị cũng thấy là một cái con uh, robot Ờ, tên là Curiosity. Curiosity là một trong những cái chiếc xe tự hành vừa rồi Hoa Kỳ đã gửi lên Sao Hỏa và được phóng vào ngày 26 tháng 11 năm 2011 và à, 211 và hạ cánh trên hành tinh vào ngày 5 tháng 8 năm 2012. thì hiện tại chiếc xe Curiosity này đang nằm ở trên Sao Hỏa của NASA đã chụp ảnh được một cổ vật đá trông giống như hoa trong miệng núi lửa của gheo ở trên sao hỏa. Và nhiệm vụ này đã được dẫn dắt bởi phòng thí nghiệm động cơ phản lực của NASA với sự tham gia của gần 500 nhà khoa học từ Hoa Kỳ và các quốc gia khác ở trên thế giới. Curiosity khám phá ra miệng núi lửa gao rộng 154 km, có nghĩa là 96 dặm, thu nhập các mẫu đá và đất và không khí để phân tích ở trên tàu. Chiếc xe tự hành có kích thích bằng một cầu thủ bóng rổ nó rất là cao thưa quý vị và sử dụng cái cánh tay dài của nó cho tới 2.1m có nghĩa là 7 feet để đặt các công cụ gần những tảng đá và chọn cái nơi ở trên sao hỏa để nó có thể nghiên cứu. Kích thước lớn của nó cho phép mang theo những dụng cụ khoa học tiên tiến ở trên sao hỏa trong số đó là Mars Hand Lens Image Imager có nghĩa viết tắt là M-A-S-L-I, phiên bản ống kính có nghĩa là một cái camera rất là hiện đại đã được chụp hành, được đặt ở trên sao hỏa và chụp những cái hình ảnh này rất là rõ thưa quý vị. Và những hình ảnh này đã được chụp vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 và cho thấy các hiện vật đá hình cầu giống như hoa trên bề mặt của núi lửa keo Và những vật thể này được tạo ra trong quá khứ khi cổ đại khoáng chất và nó mang theo những chất xi măng và đá có nghĩa là nó không hình thành trong cái thời gian bây giờ mà nó hình thành từ rất lâu lắm rồi thưa quý vị. như quý vị cũng thấy ở trên nó rất là cứng không những không giống như những con san hô của mình ở tại biển và Curiosity trong quá khứ đã phát hiện ra các loạt đặc điểm nhỏ tương tự như hình thành khí chất lỏng khoáng hóa đi qua những cái ống dẫn đá ở trong thao ở trong sao hỏa qua cái miệng núi lửa gheo này và các thành viên nhóm của Curiosity đã tìm ra được nhất rất là nhiều những vật thể ở trên sao hỏa trong mấy ngàn năm về trước và hình ảnh các đặc điểm như vậy nó có nó có ý nghĩa gì nó có thể giúp cho những nhà nghiên cứu Hoa Kỳ và tất những tất cả những nhà nghiên cứu trên những nước khác tìm về lịch sử kéo dài của nước lỏng trong miệng núi lửa keo ở tên trên sao hỏa cho nên hiện tại người ta vẫn những nhà nghiên cứu họ vẫn đang nghiên cứu thưa quý vị và tìm hiểu ở trên sao hỏa và có những cái vật thể gì lạ hoặc bất cứ những cái gì mà họ tìm được thì họ đều gửi xuống mặt đất để cho những nhà nghiên cứu họ có thể phát triển và tìm hiểu thêm